Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, chỉ trong vòng 2 tuần, các bác sĩ Trung tâm Nam học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức liên tiếp tiếp nhận và điều trị 7 trường hợp xoắn tinh hoàn vì hội chứng mùa đông. Trong đó có 6 ca phải cắt tinh hoàn đều là bệnh nhân trẻ chưa lập gia đình. Có bệnh nhân còn đang điều trị vô sinh. Theo bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tình trạng này thường xảy ra với tần suất dày đặc trong mùa đông do nhiệt độ và độ ẩm không khí giảm thấp nguyên nhân của xoắn tinh hoàn do sự quay của tinh hoàn dẫn tới kết quả thắt nghẹt nguồn máu nuôi tinh hoàn, từ đó gây ra các tổn thương và hoại tử. Tình trạng này xảy ra ở mọi lứa tuổi, chủ yếu trong độ tuổi từ 12 đến 18. Những trường hợp xoắn tinh hoàn thông thường có những dấu hiệu sau: đau đột ngột dữ dội vùng biểu, buồn nôn, tinh hoàn treo lên cao. Các chuyên gia y tế khuyên cáo khi xuất hiện các triệu chứng trên, bệnh nhân cần đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng và hậu quả đáng tiếc.